Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ hai ngày 4 tháng 1 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 22 tháng 11 năm canh tí Ngày này là ngày nhâm tí Tháng Mậu Tý, năm canh Tý và ngày hôm nay là ngày Hoàng Đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ canh tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc kim quỹ, giờ tân sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc bảo quang, giờ quý mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc ngọc đường, giờ bính ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc tư mệnh, giờ mậu thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thanh long, giờ kỷ dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc minh đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc bạch hổ, giờ giáp thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thiên lao, giờ ất tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc nguyên vũ, giờ đinh mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc câu trận, giờ canh tốt từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên hình giờ tân hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc chu tước về ngũ hành ngũ hành niên mệnh tang đỏ mộc ngày nhâm tý tức can chi tương đồng thuộc thủy và ngày hôm nay là ngày cát Vài nạp âm tang đỏ mộc kỵ tuổi bính ngọ canh ngọ ngày thuộc hành mộc khác với hành thổ đặc biệt là tuổi canh ngọ mậu thân, bính thìn, thuộc hành thổ, không sợ mộc. ngày tý lục hợp với xỉu, tam hợp với thìn và thân, thành thủy cục, xung với ngọ, hình mão, hại mùi, phá dậu và tuyệt tỵ. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi giáp ngọ, canh ngọ, bính tuất, bính thìn, tuổi xung trong tháng, tuổi bính ngọ, giáp ngọ. Vài các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao nguyệt đức tốt mọi việc sao thiên quý tốt mọi việc sao thiên tài tốt cho việc cầu tài lộc khai trương sao mạng đức tinh tốt mọi việc sao kính tâm tốt đối với an táng sao quan nhật tốt mọi việc sao thiên thủy tốt mọi việc và ngày hôm nay là ngày trực tinh đại cát tốt mọi việc có thể giải được sao xấu trừ sao kim thần thất sát sao xấu trong ngày gồm có sao thổ phủ, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao nguyệt yếm đại họa, sao đối với xuất hành, giá thú, sao nguyệt kín chuyển sát, kỵ khởi công, động thổ, sao thiên địa chuyển sát, kỵ khởi công, động thổ, sao phụ đầu giáp, kỵ khởi công, động thổ. Và ngày hôm nay là ngày âm thác, kỵ xuất hành, cưới hỏi, an táng. Hôm nay cũng là ngày dương thác, kỵ xuất hành, cưới hỏi, an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng chính nam, tài thần, hướng chính tây. Sau đây, mời các bạn đoán xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày mùng 4 tháng 1 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ hai ngày mùng 4 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý đang gặp được ngày của chính tài chiếu mệnh, cho nên bạn tuổi Tý có thể thở phào nhẹ nhõm với những vấn đề liên quan tới tiền bạc. Và với bạn tuổi Tý nếu có vấn đề khó khăn hay khúc mắc gì thì mọi thứ được giải quyết ngay lập tức không những thế mà với bà tuổi tí còn nhận thấy rõ được tài lộc của mình đang tăng tín từng ngày. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này, đối với bà tuổi tí, bà lại đang gặp ngày có thủy khí vượng. Cái điều này cho thấy về phương diện sức khỏe của bà tuổi tí trong ngày hôm nay lại không được tốt cho lắm. Chính vì thế, với bà tuổi tí không nên làm việc gì quá sức nếu như thấy cơ thể mệt mỏi thì bạn nên nghỉ ngơi và nếu như bạn cố gắng làm trong lúc đầu óc không tập trung sẽ dẫn đến rất dễ sai sót với bạn. Và ngày này đối với bà tuổi Tý, những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc hay là tiến hành các công việc sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này rất có thể làm động tới thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi về tử vi tuổi giáp tý thuộc kim khởi sắc về tài chính tử vi tuổi bính tý thuộc thủy lo lắng về sức khỏe tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa hãy thuận theo tự nhiên tử vi tuổi canh tý thuộc thổ có nhiều vấn đề phát sinh tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc dễ gặp được người mang tới may mắn cho bạn và đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu. Từ vi tuổi Sửu thứ hai ngày mùng 4 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Sửu tôi chúng ta thấy là với bạn tuổi Sửu trong ngày này bạn đang gặp được ngày có ngộ hành tí Sửu nhị hợp thủy cục cái điều này mang lại cho bạn tuổi Sửu có được sự hài hòa trong các mối quan hệ xung quanh một ngày để cho bạn tuổi Sửu quan tâm tới mọi người nhiều hơn, ai đó đang trong hoàn cảnh khó khăn và cần tới sự giúp đỡ của bạn thì với bạn tuổi Sửu hãy trở thành bờ vai cho họ dựa dẫm lúc này. Với bạn tuổi Sửu, sự chân thành, tự tế của bạn luôn được đánh giá cao, tuy nhiên, bạn đừng quá tốt với ai đó mà quên mất bạn cũng cần được đền đáp xứng đáng bằng sự chân tình nhất là trong ngày đang có kiếp tài chiếu mệnh thì bạn tuổi Sửu nhớ là bạn chỉ nên tốt với người tốt thôi, đừng để cho mình trở thành kẻ bị lợi dụng, nếu không bạn sẽ vô cùng bị tổn thương. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Sửu, bạn lại đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn mệnh tuổi Sửu lại đang có dấu hiệu đi xuống, có thể là vì bạn chủ quan tin rằng mình khỏe cho nên trì hoãn việc tập luyện thể dục thể thao. Chế độ ăn uống của bạn trong mùa này cũng có sự sáo trộn chứ không còn nề nếp được như trước. Chính vì vậy mà sức khỏe của bạn đang có sự giảm sút rõ rệt. Vài tử vi tuổi Ất Sửu thuộc Kim dễ mất tiền oan, tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy cần phải tỉnh táo để phân biệt trắng đen, Từ vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa tình cảm không đi đến đâu, Từ vi tuổi tân sửu thuộc thổ cảm thấy tổn thương sâu sắc, Từ vi tuổi quý sửu thuộc mộc buồn thảm thất vọng với bản thân. Vài đánh giá của bà tuổi sửu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Dần. Từ vi tuổi dần thứ hai ngày mùng 4 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi dần Chua chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này bạn đang có điểm báo có những thất bại cay đắng mà với bạn tuổi dần phải đối mặt trong ngày hôm nay khi bạn đang gặp ngày của thiên quan giáng họ và bạn tuổi dần đang phải cố gắng muốn quên đi nhưng đừng có lấy đó làm lý do để nội nóng mà mất kiên nhẫn với mọi người nhất là đối với người yêu thương bạn thật tâm thật lòng Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi dần, bạn lại đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tương sinh. Cho nên, với bạn tuổi dần có thể về vấn đề tài chính của bạn trong thời gian này đã được khởi sắc nên mang lại cho bạn không ít niềm vui và hy vọng. Tuy nhiên, với bạn tuổi dần, bạn nên biết và chấp lấy thời cơ đang có vì khi mọi thứ đã đi qua bạn sẽ không còn có cơ hội như vậy nữa đâu và ngày này đối với bạn tuổi dần nhân thần ở phía ngoài khớp cổ chân mép tóc mắt cá ngoài chân vì vậy bạn nên tránh mọi sự tổn thương va chạm mổ xỉa châm chích ở các vị trí này về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy đừng cố làm việc bạn không muốn Từ vi tuổi bính dần thuộc hỏa không nên nghĩ ngợi quá nhiều tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ cảm nhận của bạn chưa chắc đã là đúng tử vi tuổi canh dần thuộc mộc công việc không được như ý muốn, từ vi tuổi nham dần, thuộc kim, có thể cần tới sự trợ giúp của người khác. và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc. 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Mão thứ hai ngày mùng 4 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi Mão, chua chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Mão trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, tí ngọ Mão dậu cho nên với bạn tuổi mão đang có điểm báo, có sự vô lễ nên có thể một vài lời nói vô tình của bạn nói ra làm phật ý đối phương. Thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh thì bạn tuổi mão nên nhận thức về việc mình đang làm và nên nói lời xin lỗi nếu như cảm thấy cần thiết. Ngày này đối với bạn tuổi mão lại đang gặp được ngày nhờ có chính quan hỗ trợ mà bạn tuổi mão có thể cảm giác như thế mình vừa được tái sinh sau những tháng ngày gặp phải biết bao nhiêu khó khăn, sóng gió, công việc của bạn lẫn đời sống tình cảm của bạn sẽ có những chuyển biến tích cực đem lại cho bạn sự lạc quan và vui vẻ. Lại cộng thêm, trong ngày này đối với bạn tuổi Mão, bạn lại đang gặp được ngày của Thủy Mộc tương sinh. Cái điều này mang lại cho bạn tuổi Mão có được niềm vui liên quan tới sức khỏe của mình. Bạn cảm thấy rõ việc ăn uống nghỉ ngơi khoa học của mình trong thời gian vừa qua và đã phát huy được tác dụng nữa rồi Vài tử vi tuổi Ất Mão thuộc Thủy gây căng thẳng vì chuyện không đâu. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc Hỏa công việc được hanh thông, công danh thăng tín. Tử vi tuổi Kỵ Mão thuộc Thổ có được điều mình mong muốn. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc Mộc tình duyên hỗ trợ nhiều cho công việc của bạn. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc Kim có được tin vui về tình cảm. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ hai này, sự nghiệp. 4 sao, tài lộc. 4 sao, sức khỏe, 4 sao, tình cảm, 4 sao, con số may mắn, số 4, số 7, giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường, màu điên, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tỵ tử vi tuổi thìn thứ hai ngày mùng 4 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi thìn, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thìn trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, thân tí thìn phù trợ. Cho nên với bạn tuổi thìn, bạn nên dành thời gian cho những người mà bạn yêu thương cần đến bạn họ chờ mong cuộc gọi tin nhắn hoặc là đơn thuần là những cử chỉ yêu thương từ bạn thế nên cho dù công việc của bạn tù thìn có bận rộn đến đâu đi chăng nữa thì bạn đừng quên hướng đến tổ ấm chắc hẳn tất cả sẽ có những phút thật là ấm áp bên nhau và với bà tuổi thìn, trực giác của bạn sẽ bách bảo cho bạn biết rằng phải làm gì trước tình huống khó khăn, bối rối hôm nay khi bạn đang gặp ngày của tỷ kim chiếu mệnh. Và với bà tuổi thìn, bạn nên tránh những cuộc trao đổi căng thẳng, nội dung nhạy cảm chỉ đơn giản là vì bạn không muốn phải đau đầu chút nào. Trong khi đó, ai đó muốn chút gánh nặng điều bám họ sẽ tốt hơn nếu bạn có thể là một người nghe tự tế và chân thành và xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi thìn ngày này bạn nên kiên cử việc như là chôn cất cưới gã xây cất về nhà cửa trộ cửa hay là các công việc về thủy lợi và trong ngày hôm nay cũng không thuận lợi cho bạn xuất hành đi xa. Nếu như có công việc phải bắt buộc đi xa thì bạn nên chọn những hướng tốt như là hỷ thần, hướng chính nam và tài thần, hướng chính tây để tăng thêm sự may mắn cho mình về tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa được quý nhân giúp sức tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ tình cảm gia đình được cải thiện rõ rệt tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc có những rắc rối do chính bạn tạo ra tử vi tuổi canh thìn thuộc kim vợ chồng nhiều điểm hòa hợp tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy cần nỗ lực nhiều hơn nữa về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ hai này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu điền, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dần. Từ vi tuổi Tỵ, thứ 2, ngày mùng 4 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tỵ, chua chúng ta thấy là với bạn tuổi Tỵ nhờ có được sự hỗ trợ của thiên ấn chiếu mệnh, cho nên trong ngày hôm nay bạn tuổi Tỵ đang có được ưu thế là khả năng thuyết phục mọi người. Điều đó giúp cho bạn tuổi Tỵ chiếm được ưu thế trong mọi cuộc trao đổi thương thuyết. Thời điểm này khá chi là phù hợp đối với việc hợp tác hay là ký kết hợp đồng. Vì vậy với bạn tuổi Tỵ nên thực hiện những công việc này trong ngày hôm nay rất chi là tốt. Bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tỵ, bạn lại đang gặp ngày Thủy hỏa tương xung. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Tỵ đang có điểm báo có sự xung đột trong mối quan hệ với người thân, gia đình. Có thể là vì không hiểu ý nhau, nhưng với bạn tuổi Tỵ lại đang có bảo vệ quan điểm của mình cho nên mới xảy ra sự căng thẳng này và bạn tuổi tỵ nên tìm cách điều hòa lại tâm trạng của chính bản thân mình đi và xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi tỵ ngày này bạn bệnh cần phải lưu ý không nên trị bệnh ở bụng vì thế dù đã có lịch hẹn rồi thì bạn cũng không nên tác động lên vị trí này ngày hôm nay về tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa không nên nói nhiều sẽ là điều bất lợi cho bạn Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ có người hỗ trợ cho bạn trong công việc. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc ai đó mang lại cho bạn bài học lớn lao. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim dễ gặp được quý nhân trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy nên học cách buông bỏ. Về đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Và các bạn đang xem video, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày tiếp theo mời các bạn đón xem tử vi tuổi Ngọ thứ hai ngày mùng 4 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là với bà tuổi Ngọ trong ngày này đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành Tứ hình xung tí Ngọ Mạo Dậu cho nên, với bạn tuổi ngọ đang có xu hướng bảo vệ cái tôi hay đối đầu và điều đó không hoàn toàn tốt với bạn. Có những việc bạn càng lắng nghe, càng tiếp nhận được thêm nhiều kiến thức, nhiều thông tin giá trị là việc làm cần thiết với bạn. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi ngọ, nhờ có chính ấn chiếu mệnh hỗ trợ cho bạn, mà với bạn tuổi ngọ đang có được cơ hội gặp gỡ những nhân vật thú vị mà thông qua đó bạn khám phá ra thật nhiều điều hay ho về đối phương lẫn chính bản thân mình. Bạn là một người thích chia sẻ nhất là khi khám phá được điều gì đó đặc biệt. Thế nên đây là một ngày tuyệt vời để cho bạn tuổi ngọ bày tỏ bản thân lẫn học hội kinh nghiệm sống từ mọi người. Tuy nhiên với bạn tuổi ngọ trong ngày này bạn lại đang gặp ngày có thủy khắc với họ, cái điều này nhắc nhở bạn mệnh tuổi ngọ nên quan tâm nhiều hơn tới vấn đề sức khỏe của mình. Đôi khi vì bạn say mê công việc cho nên bạn làm việc quá sức trong thời gian dài và điều đó không tốt cho sức khỏe của bạn. Nhất là đối với những ai đang bệnh đau dạ dày thì nhớ là không nên thức khuya, không nên làm việc quá sức. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim, sức khỏe không được như ý. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy, có xung đột trong công việc. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa, mau thuận với một nửa của mình. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ, tránh trông đợi quá nhiều vào người khác. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc, không nên bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt. Về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp, năm sao, tài lộc, 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 5 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tốt. Từ vi tuổi mùi, thứ hai, ngày mùng 4 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi mùi cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này bạn đang gặp ngày tí mùi tương hại và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi mùi là bạn nên suy nghĩ cẩn thận trước khi nói nếu không những lời nói của bạn sẽ trở thành vũ khí chống lại bạn sau kinh nghiệm có được từ lần này thì với bà tuổi mùi nên nhớ rằng phải biết chọn bạn mà chơi, đừng có bộc bạch hết tâm tư của mình cho mọi người biết như thế. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bà tuổi mùi, bạn lại đang chịu ảnh hưởng của kiếp tài chiếu mệnh cho nên với bạn tuổi mùi khó có được sự tập trung và ngày hôm nay bạn lại đắm chìm trong những suy nghĩ cá nhân nên thở ơ tất cả với mọi cuộc trao đổi cái điều này khiến cho ai đó không khỏi trách giận bạn và bạn tuổi mùi cần phải lưu tâm tới cảm xúc của người khác nữa. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi mùi, bạn cũng đang gặp ngày có thủy khắc với thổ. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi mùi đang có điểm báo, tình hình tài chính của bạn có sự xáo trộn. Cho nên, bạn đang phải đối mặt với những rắc rối. Thay vì nội nóng hay là tức giận thì với bạn tuổi mùi nên kiềm chế lại để xôi xét tình hình, nghĩ cách để xử lý. Về tử vi tuổi ất mùi thuộc kim tình yêu có những nút trầm khiến cho bạn buồn lòng. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy có những nút thắt trong mối quan hệ. Tử vi tuổi kỵ mùi thuộc hỏa rắc rối liên quan tới chuyện tình cảm. Tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ không nên chủ quan với các quyết định về tiền bạc. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc kiềm chế không nên nói hết lòng mình ra về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ hai này. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi tỵ. Từ vi tuổi thân thứ hai ngày mùng 4 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi thân, cho chúng ta thấy là với bà tuổi thân trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, thân tí thìn phù trợ. Và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi thân đối với những bạn còn độc thân thì cần phải cởi mở, vui vẻ hơn và sẵn lòng mở lòng với mọi người xung quanh. Đây cũng chính là cơ hội để cho bạn tuổi thân có được mối quan hệ hứa hẹn trong tương lai. Còn đối với các cặp đôi thì việc trang hoàng lại chỗ ở sẽ khiến cho tình cảm giữa hai bạn thêm phần mặn nồng và khăng khít hơn. Đời sống đem lại cho bạn tuổi thân có được sự cân bằng quyên thuộc Bên cạnh đó, bạn lại đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh sẽ giúp cho bạn dễ dàng chinh phục được những mục tiêu mới trong đời sống thay vì phải đối diện với những chứng ngại vật. Và với bạn tuổi thân, bạn nên giữ cho mình sự tập trung nhất định trong cuộc sống hành trình của mình. Ngày này với bạn tuổi thân, bạn lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Đây là dấu hiệu tốt để cho bạn thực hiện những dự định mà mình mong muốn tình hình về tài chính của bạn tuổi thân cũng như là các khía cạnh khác của bạn đang trong tầm kiểm soát cho nên với bạn tuổi thân không cần phải suy nghĩ lo lắng quá nhiều. Vài tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy, vợ chồng hài hòa, hạnh phúc. Tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa nên tìm cách hóa giải những mâu thuẫn. Tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ tránh nói những điều mà chính bạn không chắc chắn. Tử vi tuổi canh thân thuộc mộc dễ gặp chuyện may mắn. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim tự tin với năng lực của mình. Vài đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Thân. Từ vi tuổi Dậu thứ hai, ngày mùng 4 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Dậu, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Dậu trong ngày này đang gặp ngày tí mùi tương phá, cái điều này khiến cho bạn tuổi Dậu cảm thấy mệt mỏi và đúng là với bạn tuổi Dậu không phải là người dễ bùa cuộc, nhưng đôi khi bạn hãy cho mình được nghỉ ngơi cũng là cách để cho bạn nạp lại năng lượng, gỡ bỏ những áp lực đè nặng lên vai mình, bạn sẽ thấy dễ chịu hơn rất chi là nhiều. Và với bạn tuổi Dậu, có thể thất bại trong công việc mà bạn đang làm là do ảnh hưởng của thương quan chiếu mệnh khiến cho bạn khó hoàn tất được một số nhiệm vụ và bạn tuổi dậu đang hồ nghi vào năng lực của mình trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, nếu như bạn cứ như vậy thì bạn không thể nào thoải mái được thì bạn hãy gạt bỏ những sự căng thẳng ấy và hướng đến gia đình, nơi mà bạn có được sự xoa dịu, trốn bình yên nhất. Và trong vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Dậu, bạn lại đang gặp được ngày có Thủy sinh cho Kim vượng. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Dậu đang có được sự hỗ trợ về mặt tinh thần rất chi là nhiều, nhất là đối với những người đang có được bạn bè thấu hiểu giúp cho bạn chia sẻ và cảm thấy được an ủi trong những khi gặp khó khăn. Với bạn tuổi Dậu, cái điều này làm cho bạn có được thêm động lực cũng là lúc bạn cảm thấy tự tin hơn để đạt tới những mục tiêu mới trong cuộc sống của mình. Về tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy, công việc không được thuận lợi. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa, tình cảm khó được như ý muốn. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ, tránh cãi quạ vì những chuyện nhỏ nhặt. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc, gặp nhiều chuyện xui xỉu. Tử vi tuổi quý dậu thuộc kim, có những xung đột trong công việc. Vài đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân. Từ vi tuổi Tuất thứ hai ngày mùng 4 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tuất, tôi chúng ta thấy là với bạn tuổi Tuất đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh, dự báo vận trình của bạn đang có điểm báo bất ổn trong công việc hoặc là cuộc sống, mối quan hệ. Vì vậy, bạn tuổi Tuất chớ nên căng thẳng quá, bạn hãy tin rằng ngày mai khi mọi việc khá hơn, bạn sẽ ổn cả mà thôi. Bên cạnh đó, trong ngày thứ hai này, đối với bạn tử Tuất, bạn cũng đang gặp ngày thủy thổ xung khắc. Cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn mệnh là mối bận tâm không hề nhỏ khiến cho bạn phải lo lắng trong thời gian này. Thay vì nghĩ ngợi quá nhiều thì bạn hãy gạt bỏ mọi phiền toái sang một bên. Chỉ khi tâm được thành thôi thì sức khỏe của bạn mới được cải thiện. Và xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi Tuất Ngày này, bạn mệnh nên lưu ý là kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay là cất nhà. Cộng với không nên xuất hành đi xa, nếu như bạn xuất hành đi xa thì nên chọn những hướng tốt như là hỷ thần, hướng chính nam và tài thần, hướng chính tây để hạn chế những rủi ro xảy ra với mình. Vài tử vi tuổi giáp tuất thuộc họ dễ có tin vui về tình cảm, tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ gặp nhiều khó khăn trong công việc tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc cần phải tập trung thêm tử vi tuổi canh tuất thuộc kim chú ý tránh sai sót tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy đã yêu thì hãy bày tỏ tình cảm của mình và đánh giá của bà tuổi tuất trong ngày thứ hai này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi hợi. Từ vi tuổi hợi thứ hai ngày mùng 4 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi hợi cho chúng ta thấy là với bà tuổi hợi đang gặp được ngày của tam hội xuất hiện dự báo người thân của bà tuổi hợi luôn muốn lắng nghe những kinh nghiệm từ bạn và đừng có vì bất kỳ lý do nào mà trở nên khép kín lòng mình lại và mọi người không có ai là hoàn hảo cả vì thế chúng ta mới cần tới những người xung quanh mình đúng không phải bà tuổi hợi bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bà tuổi Hợi bạn lại đang gặp được ngày có thiên tài chia chở cho nên với bà tuổi Hợi bạn có được một ngày rực rỡ gặp nhiều may mắn có người còn nhận được tin vui về tiền bạc thậm chí là có thể trúng thưởng thế nhưng bà tuổi Hợi đừng có ba hoa hay là khoe khoang đó chỉ là vận may tức thời thôi chứ không hoàn toàn thể hiện được năng lực thực sự của bạn Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày này đối với bà tuổi hợi, bạn lại đang gặp ngày có thủy khí vượng. Đây là dấu hiệu bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh. Và trong những ngày này, với bà tuổi hợi, không nên làm việc quá sức, không nên suy nghĩ quá nhiều, hay thức khuya hoặc là uống những chất kích thích. Cái điều này rất có hại cho sức khỏe của bạn. Vài tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa tài lộc càng ngày càng vượng. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ vất vả mới có được thành công. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc tình cảm gia đình càng ngày càng bền chặt. Tử vi tuổi tân hợi thuộc kim có những vấn đề không thể né tránh. Tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy hãy bình tĩnh suy xét từng vấn đề nhỏ mang nhỏ nhặt. Vài đánh giá của ba tuổi hợi trong ngày thứ hai này sự nghiệp bốn sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi tốt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng thích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.